xin chào mọi người đang xem kênh Dạy Quên TV của Tiên nha. Hôm nay cả nhà của Tiên sẽ ăn tối. Mình ăn canh thịt heo với thịt heo luộc với rau nha mọi người. Bà Hải Dương với Nhoi. Chà, thích có nè chú xe lấy đờ ra cho mẹ nè các con. Người ta giao cho mình nguyên một cái thùng như vậy luôn. Hải Dương nè, ưm thích có nè ra. Anh hai nó làm luôn. Hai đứa nhỏ nó khoái ăn cái cọng bún á. Người ta cho mình kèm cái cọng bún để mình nhúng vô trong cơm canh thịt heo mình ăn á. Là hai đứa nhỏ này dành ăn hết hai cọng bún đó. Đó, nó khoái kìa. Ăn đi các con. Có chừng đổ nha, có chừng đổ kìa. Hôm nay Tiên gọi thêm một dĩa thịt luộc với kim chi xào với tàu hũ luộc chấm wasabi ăn thịt ngon. Mình sẽ gói với lại xà lách nè. Người ta cho mình kim chi với lại hẹ trộn nữa. Mình sẽ bỏ vô trong cái bỏ vô trong cái nồi canh này mình ăn. Và mình sẽ ăn kèm với lại hành tươi, tỏi tươi, ớt tươi, chấm đậu tươi nữa nè. Và ở đây có mắm tép với nước mắm, nước tương nữa. Nếu mình muốn chấm gì mình chấm. Mình đang ăn kìa. Ấm à. Vừa hay bà nội của Tây Hồ với Hà Vương về tới mời ăn cơm chung luôn mọi người. Mà mẹ thì không có ăn cơm tối nên mẹ chỉ ăn miếng thịt heo thôi. Mẹ không ăn cơm tối nhưng mà mẹ ăn đồ tùm lum tùm la, nó còn mập hơn cơm tối. Anh Madame đi luộc mì cho mấy đứa nhỏ rồi. Mì ít quá nó ăn không đủ. Mấy đứa nhỏ khoái ăn mì lắm. Sao ấm quá mà anh xin dạ. Đây là mì trà xanh nha mọi người. Bữa tiên đi chợ Từ Châu mua về đó. Ngon lắm mọi người. Bắt nào bắt mắt ha. Trời ơi thiệt, anh Madame cho anh dành hoài mấy đứa nhỏ chứ. Với mẹ Tiên. Mẹ Tiên đi chơi về mua quà cho mấy đứa nhỏ mà anh dành được bọc rồi. Gái dành chi cho bộ. Wow, khủng long màu, đủ màu luôn. Wow, hình trái tim cho Hải Dương. Mình nhắn nhắn cái gì vậy? Chết, mấy chú mày tao không biết nó nổi kia. Ha ha, mắc cười à. Sao đang nghe à? Ồ, sao đang nghe à? Sao đang nghe à? Anh nói yêu thương. Trái tim nè. Thôi à, con nhỉ? Thôi mà nhỉ, sao à? Ba mũ quả. Ngon mùi, ngon à. Thêm miếng mắm tép vô, cho vừa ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 통영 갔다가 통영에서 차를 더 부산을 갔다가 김치만 싸우는 니네 mọi người. 안 그 thịt 할머니가 thịt luộc ngon á. 응? 이 đậu tương luộc. 할머니가 통 비어 있어서 할머니 방에. 아, 자연. 할머니가 자연. 할머니. 어디지? 자연 요리원인가? 집 만든 데 알지? 응. 와, 그것도 잘해주네. 응. 어머, 그거 하나. 나는 원래 그거 한다. 아, 맞나? 떠이 뜨이나. 와, 진짜 잘해. 엄마랑 이메 nói chuyện nhà mọi người đừng để tâm nha. Đi dịch không nổi. 이래라. 누워 thì dịch không nổi đâu mọi người. 그 뭐지? 전기 있죠, 엄마. 어, 전기도 맞고, 엄마가 하니까 괜찮더라. 엄마 사지? 어. 할머니 맛있는 것도 없어. 침 맞았거든. 많이 먹으면 안 돼, 이거. 내일 먹어야 돼. 엄마한테 맡겨놓을게. 자, 세 개만 먹어. 하영이도 세 개만 주고. 내가 알았지만 가게 없어서. 일부러 놔놓을 거 아닌데, 하영이 챙겨주라고. 아, 내가 챙겨주라고. 아침 일찍 나서 챙겨갔다 같이 보내라. 어제 늦게 가자고. 그건 늦게 해, 이거. 아니, 아침에. 어제 지 늦게 가자고, 뭐, 아직 뭐 이랬나? 빨리 제작하고 나서 얘기해요. 내가 제작할 때 얘기해. 원래 보통 몇 시에 나가? 부드럽네 이거. 고기가. 매 찌는 듯 맴. 이게
오빠 이거 좋아해. 얼마 전 먹고 딱 두부 먹는 거. 두부 진짜 좋아해. 오늘. 아 맛있다. 오늘. 오케이 ngon. 김치쌈 안 ngon. 조선 호텔로 갔어. 내가 두부를 겁나 좋아하거든. 내가 두부를 겁나 좋아해. 근데 조선 호텔에 갔어. 커피를 한잔 마시러. 얼마였대? 매일날 뭐냐 매일 바벤해 운대야 부산아. 요가 생을 우리 카페. 매 hỏi biết giá nhiều không? Thì người chắc là khoảng 30.000 á, 4만 원. 내가 돈을 낸다 했으니까 내가 사 줘야 돼. 그래. 매는 매 bao. 뭐 tưởng vậy á? 얘는 한 만 원 정도 할 줄 알았어. Tưởng đâu ly chỉ 10.000 thôi. 4만 원. Mày hỏi bây giờ đón 4 ly nước coi giá nhiêu tiền. Mà mày nói gì đó? Mình đón chắc khoảng 150 ha. Nhà thanh ship ồn á. Wow, nó đã thông khôn nè. 73,900원이나. 아이, 뭐 덤이죠? 그래서 70,000원 아. 내 엄마. 우리 엄마. 우리 엄마. 우리 엄마. 엄마 나 엄마 100,000, 띵 đón 150. 엄마 친구들. 아니, 엄마 나 70,000원 á là khoảng 150 từ Việt Nam cho 4 ly nước nha mọi người. Mấy bà bạn của mẹ chồng Tiên kiểu như rất là cảm thấy nặng nề á, chặt đắt quá đó. Mẹ Tiên nói thôi tôi bao rồi mấy bà đừng lo. Tại vì nước cho khách sạn nữa, nên đắt lắm. Đúng rồi. Thật sự tốt hơn tốt hơn. Chúng ta bắt đầu coffee 사러 가면 nhưng mà nó ngon. Chúng ta dùng, chúng ta kết thúc, chúng ta đưa vào đó. Chúng ta đã ăn rồi, chúng ta đã chuẩn bị đưa vào coffee đã đặt ra rồi. Thật sự tốt hơn. Nên dùng nhiều tiền để đi vào chỗ tốt, chỗ ngon mới được. Mẹ Tiên nói mấy quán nước khác thì mình order xong mình nó ra nước là mình tự lại mình bưng mình lấy mình uống. Còn ở đây á mình order xong mình nó bưng ra tới bàn cho mình uống luôn. Mà thường bên Việt Nam mình mấy quán nước là mình order là tới bưng tới bàn cho mình mà mấy quán sang á. Mẹ Tiên nói mày nên. Thả ăn ra sờ. Thả cái ta chơi à. Số nào anh tiệt. Thả cái đây. Không muốn ăn cái sao? Mình rất quan. 우리야 자기 밥 다 먹었어. 밥 다 먹었어. 근데 분위기가 커피 분위기가 확실히 좀 좌우를하긴 하더라. 막 cái quán nước không khí đó, kiểu như cảnh view đó mọi người, background rất là đẹp luôn. 근데 밖에 앉아 다 바다 보이는데 진짜 좋더라. 진짜 좋더라. Mà nhìn thấy vừa uống nước vừa thấy bãi biển heo tê rất là đẹp luôn mọi người. Tôi không biết được ta hai đứa ta một món gì mà mua đi đâu. Ít ổn anh xem xét mắt. Thôi ra, đó anh. Anh nhá. Mẹ tôi nói khách sạn đêm không biết nhiều ha, tôi đón khoảng 200 đô, khoảng 300 đô mọi người. Lotte Hotel cổ chê, sao xem xét mắt hai đứa cho này hả? Hả? 거제 롯데 호텔 큰데 하루 30만 롯데보다가 큰데가 조선 호텔이다. 우리나라에서 제일 간기 조선 호텔이다 태호야. 그래서 우리가 한 50만원 안 하겠나 생각했는데 몰라. 이지가 아, 알겠지. 그래도 서비스 이지가 알겠지. 네, 맨날 네 명은 먹었다 네 명이지. 야, 그래도 그거 많이 왔어. 띵 내리자 300도 매드는 거의 300도 많이 온거 아니지? 미지는 대박 같은데. 엄마 잘 싸야 300도는 합리 통서 mấy cái khách sạn Lotte khác 300도 아니 커피를 사다 보면 이제 하필 호텔 가서 아니 가고 싶었어. 호텔 가서 한번 먹고 싶었어 내가. 왜? 아니 항상 미지하고 호텔 가면 그거 가니까 참 좋긴 좋대. 커피도 맛있고 맛있지. 얘기할 수밖에 그래서 없지. 그냥 친구들 한번 가고 싶었다 왜. 에이 그 딴 데 가도 맛있는 데 많은데 왜. 아니 에이 엄마 분위기가 다르다. 아무랑 나서 안 먹고 가야 돼. 너 저러 온 게 니는 커피를 안 먹게 그렇지. 커피를 니는 커피를 안 좋아하니까 그런데 진짜 분위기도 보면 좋다. 커피도 khác. 안 좋아하는 건 아닌데. 안 먹잖아 커피를. 커피 나하고 안 맞는 건가 몰라. 안 맞는 게 Tiên một điểm chung là không thể nào. 커피 먹고 싶어. Uống cà phê hết. 뜻 없는 남매야. Tiên thường vẫn uống cà phê sữa. 남매야 커피가 뭔가 입이 뭐 할 일도 뭐가 안 돼 이게 혼란 안 가더라고. 안 맞는 là kiểu ông dị ứng với cà phê luôn á. 정말 얘도 아 진짜 거짓말이야. 인간적으로 커피랑 담배 이렇게 하고 싶은데 맞아. 안 돼 그게 흥이 안 가. 왜 그런지 모르겠어. 정말 내가
잔뼈 핀다. 아마 밖에 한 대 밥 피서 엄마 쓰러질 것 같다. 내 입장에는. 아무나 감고 푹나 감고 이렇게 이거 냐오사 이게 mẹ tiên cho tiên coi hình bóng ly nước của mẹ uống bên này á. Khắp pin là tôi đi về tôi nói quả mắc cô ở chỗ sập ta. Tiên thì tiên vẫn còn phải sửa lắm. Nãy là mít cơ cà phê chỗ ai hè. Bây giờ nam mít cơ cà phê. Miêu quá. Bây giờ nam cờ mít cơ cà phê. Tiên quái uống cà phê sữa Việt Nam mình rất là ngon. Có thể bên Nam có khắp pin rồi mà xin chân nào. Mà kìa. Cà phê Việt Nam mình ngon số một rồi. Mà xin nung lại quên rồi. Cho câu hoài luôn. Các bạn. Mẹ tí bữa nay nhìn tâm trạng các bạn. Hiếm được nè. Hiếm được tại là chỗ sân hotel 원래. 네? 저 sân hotel 회원돼 있다고. 그렇지. 현대지. 아, 아빠 알아서 뭐. 어? 아빠 아니어서 뭐 저 sân hotel에서 그냥 하룻밤 자고 내려올라 했는데. 큰 거 없는데. 어? 큰 거 없는데. 지금도 그만 내 회원들 엄마 죽대우 죽 주위에 그게 나 호텔 받겠다. 매 tiên nói phải mà không có mắc ba chồng tiên là mẹ ngủ lại đêm rồi mới về. 웃고 있는데 내 어깨가. 그게 관광 지점이라서. 영영 바 biển Hyeonde toàn là khách sạn không mọi người. 대우 죽 왔대. 여기 여기 살 많다. Sao anh ba đâu không dẫn tôi đi lần nào hết trơn nhỉ? 이렇게. 오빠 왜 나 한 번 안 데리고 가 가 가요? 어? 호텔 한 번도 안 데리고. 내가 예약해 줄게 가라. 내가 예약해 줄까? 언제 갈래? 내일 갈래? 아, 나 갈 수 있다. 어, 해줄 수 있다. 니 갈라 하면 언제든지 언제 갈래? 지금 말고 옛날에. 아, 옛날에. 응. 그럼 양식 장이죠. 양식 양 이거 막 못해 만들고 가. 미안하다. 누가 해온대래. 어? 애훈아 미안하다 못해 만들고 왔어. 이렇게 보니 괜찮아요. 돕는 길에 아무튼 나올 때 좋더라. 한번 더 그 형들 가봐. 애들 데리고 애들도 갈 만하더라. 응. 먹 양 매들 nhỏ đi bà biển hiện tại chơi. Chừng nào bớt bớt dịch corona. 한번 갈 만하더라. 내일 chắc là phải nấu cơm nhà để nó ăn đó. 응. 응. 맞아. 나는 건 người nó chạy. 옛날 자영업 많이 갔는데. 사람이 없네. 아, 겨울이다 이거. 아, 바 비행 쫙 쫙 건 났나? 남과 아이 겨울 때서 지금 사람 없어. 날 따뜻해. 춥더라. 띵 tắm ở đây một lần rồi. Tắm ở Hyeonde á, lúc mà mùa hè đông lắm, anh Long dẫn đi nè. Trời ơi, tụi nó đông ngàn ngẹt vậy đó. Nam bên thích cái này rồi, chưa giờ. Ngươi vậy? Ngươi. Có bạn gặp tao không? 여기 1등 나지? 응. 해운대에서 수행한 거. 응. 내가 하는 말이 호텔 안 잤다고. 그땐 또 호텔 갈 입장이 안 됐겠지. 우리 양이 산 게. 응. 내가 해운대에 데려다 준 거야. 응. 어, 우리 그때 차가 없었잖아. 응. 버스 타고 지하철 타고 진짜 고생했어. 근데 우리 하하 이거 콘서트 했어. 하하 가수도 봤어. 하하 가수도 봤잖아. 응. 내가 gặp được ca sĩ haha đó mọi người. 하하 그런 한 맨 그래. 다음 순 다음 주행 하면 아니 맥주 먹고 얘기하는데 ngày tiên xuống luôn 내 말 안 들어 하하 이거 노래만 부르고 있는 거야 저 가수가 그래서 내 말 듣도 안 하고 저가 저 혼자 저 가수 노래 부르는데 저 혼자 저 가고 있어 가수 보러 가야지 이거 하하 mọi người tới trực tiếp lúc đó haha hát cái bài gì mà vacation hay là holiday gì đó mọi người cái bài lúc đó đang hot lắm mùa hè mẹ chồng tiên đi xuống dưới coi ba chồng dạo này ông bị đau răng á mọi người kiểu nhức đầu nữa à, kiểu như là tình hình cũng không được có tốt lắm ăn ngon quá trời luôn mọi người một dĩa thịt chà bá tàu hủ đâu có mấy tàu hủ ăn không đi anh chùa cho ai anh bên đâu không có ai tàu hủ nữa mà như tôi nghe nói là nghe đồn nha không có tin nói là ăn tàu hủ tinh trùng yếu gì trời đất ơi mà hai ba đứa con đẻ chục đứa mà tiên đẻ nữa chắc còn đẻ được đó mọi người đây nè đấy đây gì gì mà ta được ăn tàu hủ tinh trùng yếu cảm ơn mọi người đã xem video buổi tối ăn cơm bình thường của gia đình của Tiên nha. Nhiều khi mình cũng quay cuộc sống hàng ngày, nhiều khi mình cũng quay mốc bang ăn món ngon này kia được.
đăng ký nhấn chuông lên và comment ủng hộ cho kênh Dạy Bên TV của Tiên với lại cái trang bay Phòng Thiệt Kiều Tiên á. Rồi Tiên có bán nhân sâm, rồi hồng sâm, rồi cao sâm, rồi nấm linh chi đồ bên trang bay Dạy Bên TV. Nhân sâm Hàn Quốc chính hãng đó, nên là anh muốn mua bồi bổ sức khỏe rồi tăng cường sức đề kháng chống Covid thì qua bên đó mua ủng hộ giùm Tiên nha. Tạm biệt mọi người. Hai tay luôn, hai tay luôn. Tạm biệt mọi người. Con mẹ biết nha. Ô, con mẹ. Trời ơi. Cụ cưng con mẹ. Mình hai đi con, mình hai đi. Ôi.